thiết kế. Vâng, và những bức tranh nó mang cái văn hóa giao thoa giữa phương Đông và phương Tây, và đó cũng là niềm đam mê của cô. Có nghĩa là cô đã có một cái sự nghiên cứu gần hơn hơn 1/4 thế kỷ về văn hóa phương Đông, và đem cái văn hóa cổ đại của phương Đông tiếp cận với cái thế giới hiện đại này bằng những cái ngôn ngữ hiện đại nhất. Vâng, thì đấy là một trong những cái điều độc đáo từ cô Susan. Và hôm nay thì cô Susan đến với chúng ta trong một cái chuyên đề nói về tình yêu và mở rộng ra những cái phẩm chất để giúp cho chúng ta có được cũng như việc nuôi dưỡng tình yêu. Vâng, và bạn Vi sẽ là người phiên dịch trong buổi tối hôm nay. Xin mời Huỳnh Vi ạ. Có cần dịch lại cho cô phần chị vừa nói? Thôi ngắn gọn thôi. Vâng, và cả nhà gõ cho mình một con số 9 để chào đón cô đi ạ. So Miss Sung has just share her story, how she met you, Miss Susan, and how a group of Vietnamese team, we went to Himalayas with you and Jamil, I think in 2018, and it was a great trip, and we have an honor to study like with you and to witness your art, look at your art, all the pictures is so amazing, and today we really honor to welcome you to share with us about love and gratitude. So please, let's start our session. Thank you for the introduction. That was very kind. And indeed, I've probably met quite a few of you over in Vietnam, in Ho Chi Minh, when I was there in 2017. Thì cô cũng rất là biết ơn chị Hương vì phần mở đầu vô cùng dễ thương và ấm áp, cũng như là có vẻ như một vài người ở đây đã được gặp cô Susan vào năm 2017, lúc mà lần đầu tiên cô đến Việt Nam và chia sẻ kiến thức cho người Việt. And then others who came to visit us in the Himalayan mountains when we spent 5 days going to different places and meditating in nature, in the forest, by the river, under waterfalls, and in many different places, on the top of ridges and plateaus even, overlooking all the snow peaks. Yes. Thì cũng có một vài anh chị là chúng ta đã cùng với nhau vào năm 2018, là đúng không ạ? Đến Ấn Độ, đến Himalaya, cùng với cô và chồng cô là thầy, thì ở đó là chúng ta đã được thiền rất là nhiều những địa điểm khác nhau, 5 ngày cùng với nhau đi đến như là lên trên rừng, lên trên những cái đền thờ, lên trên những cái ngọn tháp, và thậm chí là thiền ở bên cạnh những cái dòng suối, rất là nhiều nơi khác nhau. And you know, when I just remember those days we spent together in the mountains and the places we went to and the times we had together, my heart feels so much pleasure and so much warmth and so much love for this community. Và cái khoảnh khắc khi mà cô Susan nhớ lại về những ngày tháng đó cùng với nhóm các anh chị Việt Nam của mình ở tại Himalaya, thì có một cái sự ấm áp, cái niềm vui lan tỏa khắp trái tim của cô. I think if we are going to talk about love today, we can start talking about community and how we need each other. Và bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề tình yêu, nên là chúng ta hãy bắt đầu buổi học này bằng việc nói về cộng đồng, nói về cách mà tất cả chúng ta đều cần lẫn nhau. Of course, it's true. Sometimes we need to step away, be alone, and reflect what's happening in our lives.
Dĩ nhiên là đôi khi chúng ta cũng cần có những khoảnh khắc riêng tư một mình chúng ta để chúng ta suy ngẫm về chính mình hay là về cuộc đời. But when we come together and when we share something that we enjoy together and we open our hearts and we spend time in nature and amongst the things that really matter to us, then we really generate this feeling of well-being and kindness and love towards each other. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần phải đến với nhau, gặp nhau, có thể là ngoài thiên nhiên hay là một nơi chốn nào đó, để rồi chúng ta mới thực sự trải nghiệm được cái sự hạnh phúc, khỏe mạnh, sự tử tế cùng với nhau. Love is absolutely central to our existence. Vậy nên chúng ta cũng sẽ trải nghiệm được tình yêu trong môi trường nhóm đó. Tình yêu là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết, một trong những thứ cấp thiết trong cái cuộc sống của chúng ta. And without love we feel lost. Nếu như mà không có tình yêu thì chúng ta sẽ cảm thấy bị lạc lối. Without love we feel empty. Nếu không có tình yêu thì chúng ta cảm thấy trống rỗng. Without love we feel unhappy. Không có tình yêu thì sẽ không hạnh phúc. And all of these things, happiness, joy and community are all the things that we actually search for in life. Và những thứ như là sự hạnh phúc, niềm vui hay là cộng đồng, đó là những gì mà chúng ta tìm kiếm trong tình yêu, đúng không ạ? So one of the questions we're going to address tonight is why is love so often missing from our lives? Và một trong những điều chúng ta sẽ cùng nhau khám phá, cùng trả lời với nhau một câu hỏi ngày hôm nay, đó là tại sao tình yêu nó quan trọng như thế mà đôi khi chúng ta lại bỏ mất nó, chúng ta lại không thực sự hiểu và có được nó trong cuộc sống. The truth is, though, that love is never missing from our lives. Và sự thật là chúng ta không bao giờ thiếu và bỏ qua tình yêu trong cuộc sống này cả. Only that we forget to place our attention on it. Chỉ là chúng ta quên mất việc nhìn thấy, tập trung vào cái tình yêu đó. So many blessings come to us every day in big and small ways. Mỗi ngày chúng ta đều có vô vàn những phước lành đến với cuộc đời mình. But the problem is that we're not always able to see these little blessings. Nhưng mà vấn đề là chúng ta không phải ai cũng nhìn thấy được những phép màu như vậy, nhỏ nhoi như vậy. You know, just before coming to this session, các bạn biết không ạ, ngay trước khi mà tôi bắt đầu lớp học, I was just flicking through my Facebook posts. Thì tôi đang xem lại những cái bức hình trên Facebook của mình. And at the top of the list was a beautiful post that I want to share with you. Và ở hàng đầu, cái bức, một trong những bức hình đầu tiên á, rất là tuyệt vời mà bây giờ tôi muốn chia sẻ với các bạn. So a friend of mine, she writes from her heart like this. Every spring I am in awe of the beauty of the spring flowers. Có một cái bài post đó mà gọi là nó là một cái bài thơ mà cô Susan muốn chia sẻ với mọi người. Can you repeat the first sentence again? Every spring I am in awe of the beauty of the spring flowers. Mỗi một dòng sông mà tôi nhìn thấy, tôi đều cảm thấy ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. Today as I looked at them, deeply grateful for their magnificence, my soul gently whispered, "This is you too." Và ngày hôm nay khi mà tôi nhìn thấy những dòng sông này thì tôi cảm thấy hạnh phúc
vô bờ và linh hồn của tôi nói với tôi rằng bạn cũng như vậy. Thế là tôi là nhắc nhở là mình cũng đẹp như những cái dòng sông đó. Every time you incarnate, you are like a flower. Mỗi một lần bạn tái sinh thì bạn giống như là một đóa hoa. Will you choose to open your petals and shine your magnificence? Và rồi bạn sẽ nở từng cánh hoa để tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ của mình. And at what time? Rồi vào thời điểm nào? Will you be a spring flower? Bạn sẽ trở thành dòng sông hay là một bông hoa chứ? Or will you bloom in the summer? Hay là khi bạn là một bông hoa nở trong ánh nắng mặt trời? Or maybe in the autumn? Hay là vào trong mùa thu? Just know this. There will always be someone that will be grateful for the beauty you bring. Thì dù bạn là gì đi chăng nữa, thì hãy nhớ một điều. Có ai đó luôn cảm thấy vô cùng biết ơn bởi vì vẻ đẹp của bạn. Someone who looks at you and feels that you are the most amazing expression of creation. Có ai đó sẽ nhìn vào bạn và nói rằng bạn là vật được sáng tạo nên tuyệt vời nhất ở trên trái đất này. It might even be you looking at yourself in a mirror. Thậm chí bạn cũng có thể tự nhìn thấy mình trong gương và nhận ra điều đó. Recognizing the reflection of source. Nhận biết được sự phản ánh lại, sự phản chiếu của nguồn cội. Will you choose to bloom? Bạn có lựa chọn là sẽ nở rộ hay không? And when I read that, it really touched my heart. Và khi mà tôi đọc bức thư đó, cái bài thơ đó, thì tôi đã cảm thấy vô cùng cảm động. And it reminded me of how we can receive all the blessings that are in our environment around us. Và tôi mới nhận thấy được là chúng ta đều có thể nhận thấy những cái phép màu, những cái phước lành trong cuộc đời của chúng ta ở bên cạnh chúng ta ngay ở đây luôn. And the love that each one of those blessings contains. Và mỗi một phép màu đó thì lại có cái tình yêu đong đầy trong đó. But why do we miss something as simple as a flower? Nhưng mà tại sao chúng ta lại bỏ lỡ những thứ giống như là một bông hoa? Why do we miss the trees that we pass as we're driving in the car? Tại sao chúng ta lại bỏ qua những cái cây mà chúng ta hay lái xe ngang qua? Why do we miss the sun and the stars? Tại sao chúng ta lại bỏ lỡ mặt trăng, những vì sao, mặt trời? Why do we miss the grass in the field? Tại sao chúng ta lại bỏ qua những ngọn cỏ ở trên cánh đồng? And why do we miss a duck swimming on the waters? Và tại sao chúng ta lại bỏ lỡ đi nhìn thấy những chú vịt ở trên những dòng sông? Where is our attention? Sự chú tâm của chúng ta đang ở đâu vậy? Unfortunately, in the world that we live today, our attention has become so focused on ourselves only. Đáng buồn thay là trong thời hiện đại, thứ mà con người ta tập trung vào đó là vào chính cái thân thể, cái bản thể này của họ. And we have no more time to look around us and see all these countless blessings. Và họ không còn thời gian để mà nhìn xung quanh, để nhìn thấy được những
phép màu những phước lành mà họ đang có trong cuộc sống. Love is so hard to describe because it is central to everything that we actually are. Tình yêu là một thứ rất là khó để mà chúng ta có thể mô tả được bởi vì nó phụ thuộc vào từng cái cá nhân mỗi người và nó nằm ở bên trong chúng ta. So when trying to describe love, it's easier for us to describe what is not love. Nên là khi mà chúng ta muốn mô tả tình yêu thì sẽ dễ hơn nếu chúng ta nói ra những thứ nào không phải là tình yêu. So let's come to the five central points that stop us from experiencing love in our daily lives. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua năm yếu tố chính khiến chúng ta không thể trải nghiệm tình yêu trong cuộc sống. So the captain of this ship is our own ego. Và kẻ đứng đầu trong cái danh sách này đó là cái tôi của chúng ta, cái bản ngã của chúng ta. Now, there's nothing wrong with having an ego. We need a point of reference in our life. Otherwise, how can we relate to others if we don't have our own point of reference? Ý của tôi là có cái bản ngã đó không phải là một điều gì xấu xa cả, bởi vì sống trong cuộc sống này chúng ta cũng cần phải có những cái góc nhìn, những cái ý kiến cá nhân, cái riêng lẻ. Bởi vì nếu như không có cái đó thì làm sao chúng ta có thể gọi như là hiểu người khác, có thể liên kết với người khác được. So the ego itself is not bad, but the kind of emotions that the ego uses, these are detrimental to our well-being. Cái tôi, cái bản ngã không phải là một sự tồn tại xấu xa gì, nhưng những cái cảm xúc mà cái tôi tạo ra thì có thể mang tính cực kỳ nguy hại đối với cái sức khỏe nội tâm của chúng ta. Let's start with desire. Bắt đầu bằng những đam mê, những khao khát. And of course there are many aspects to desire, but let's just look at desire as wanting something and needing something so that we keep our focus on that object or that person and we lose the rest of our vision. Thì có rất là nhiều những cái loại đam mê khác nhau. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói về một cái loại đam mê đó là tôi muốn một cái gì đó, hoặc là tôi đang cần một cái gì đó, và tôi cứ cái người đó là cái vật đó, mình quá tập trung vào nó khiến cho chúng ta bỏ quên đi hết tất cả những thứ còn lại. And of course there are many different levels of desire. We can just want something a little bit, or we can want something a little bit more, or we can want something a little bit more, or we can want something a lot. Và dĩ nhiên là có nhiều cấp độ của sự đam mê, sự khao khát nữa mà. Chúng ta có thể khao khát một cái gì đó nhỏ như thế này thôi, hoặc là khao khát một thứ gì đó to hơn, hoặc là khao khát cái gì đó to hơn nữa, hoặc là khao khát cái gì đó rất rất là nhiều. And the more we want something or someone, then the more we lose the flowers, we lose the trees, we lose the other people, we lose the fields, and we lose the sky, and we lose the sun. We lose everything else but that one thing that we want. Nhưng mà chúng ta càng khao khát một thứ gì nhiều bao nhiêu á, thì càng bỏ lỡ những thứ còn lại quan trọng trong cuộc sống của chúng ta bấy nhiêu. Chúng ta càng khao khát điều đó thì chúng ta sẽ càng bỏ lỡ những bông hoa, những cái cây, bỏ lỡ luôn những cánh đồng, những ngọn cỏ, bỏ lỡ luôn cả trời sao, bỏ lỡ hết tất cả những cái thứ đẹp đẽ còn lại trong cuộc sống, mà chỉ còn tập trung đúng vào một cái điều mà chúng ta khao khát đó thôi. Then let's look at anger.
Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua một thứ nữa, đó là sự giận dữ. It's a different kind of emotion than desire, but still it steals our focus. Nó là một cái cảm xúc khác so với sự đam mê khao khát, đúng không ạ? Nhưng mà nó làm sao nó vẫn chiếm một cái phần lớn, đôi khi chiếm phần lớn trong cuộc sống của chúng ta. We become like a fire and we blaze everything in our path. Và nếu mà chúng ta giận dữ thì chúng ta sẽ giống như một cái ngọn lửa vậy đó. Cái ngọn lửa có thể thiêu trụi những cái gì mà xung quanh mình. So again, gone are the flowers and the trees and the sky and the sun and all the world around us. Our whole focus is on the object that we're angry with. Cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta giận một cái gì đó thì chúng ta cứ bị ám ảnh tập trung vào cái điều đó và chúng ta quên đi hết tất cả những cái thứ còn lại. Chúng ta quên cái cây, quên đóa hoa, quên hết những cái vật tươi đẹp trong cuộc sống mà chỉ còn nhớ mỗi cái điều mà chúng ta đang giận thôi. Now let's look at the emotion of jealousy. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn vào trong một cái cảm xúc tiếp theo. Cảm xúc thứ ba, đó là sự ghen tị. Again, jealousy is a different emotion from desire and anger. Một lần nữa, ghen tị nó là một cái cảm xúc khác với giận dữ, khác với lại cái khao khát. But again, we get consumed by this object or person or effect that is created by this jealousy. Nhưng mà cũng tương tự như hai loại cảm xúc trước kia, đó là khi mà chúng ta đã ghen với một cái gì rồi, nghĩa là chúng ta ghen tị với một cái điều gì thì chúng ta sẽ bị ám ảnh bởi cái điều đó, cái con người đó, cái vật đó mà chúng ta quên đi hết những cái thứ còn lại trong cuộc đời. And again, gone are the flowers, gone are the trees, gone is the sky, gone is the sun. Everything else is gone. We are totally consumed by the focus of our jealousy. Và rồi những cái thứ đẹp đẽ khác thì nó cũng đều biến mất. Mà chỉ còn lại cái điều mà chúng ta đang ghen tị, ghen tuông với thôi. And now let's look at the object. Let's look at the emotion of pride. Yeah. Và rồi bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái cảm xúc thứ tư, đó là sự kiêu hãnh. As we become proud, we become the only person existing. Em nhờ cô nhắc lại chắc mạng của cô kém á. Ok. Cô đứng luôn rồi. Okay. Susan. Yes. Can you repeat what you just said? I think that your internet is a little bit interrupted. Oh, okay. Can you hear me now? Is it okay? Yes, I can hear you now. Okay. So what I said is that the emotion of pride, with the emotion of pride, we become the only person in the whole world, and everybody else is beneath us. Okay. Nothing matters except ourselves. Yes. Yeah. Cái cảm xúc thứ tư đó là cái sự kiêu hãnh. Khi mà chúng ta quá kiêu hãnh về chính mình, càng kiêu hãnh bao nhiêu thì những người xung quanh càng biến mất nhiều bao nhiêu, mà lúc đó là cái tôi, cái sự kiêu hãnh của chúng ta lớn lên thì chỉ có mình
và duy nhất mình trên cái thế giới này thôi, còn những người khác là dưới chân mình hết. Yes. And all of these emotions of desire, anger, jealousy and pride are ruled by our ignorance of what we truly are. À, và những cái cảm xúc mà chúng ta vừa mới đề cập đến, ví dụ như là cái sự đam mê, cái sự giận dữ, rồi cái sự ghen tuông và cuối cùng là cái kiêu hãnh, nó sẽ khiến cho chúng ta đánh mất, không có nhìn thấy được những cái phước lành trong cuộc sống của chúng ta nữa, không có nhìn thấy những cái vẻ đẹp nữa. We live in our head and not in our body. Chúng ta lúc đó sẽ chỉ có sống ở trong cái tâm trí, cái đầu của mình thôi, mà không có sống trong cái cơ thể trọn vẹn này. And our body is just another part of the whole of the environment around us. Mà cái cơ thể của chúng ta nó chỉ là một cái phần nhỏ trong toàn bộ cái môi trường xung quanh chúng ta mà thôi. And the whole environment around us, let's say what we can see and what we experience around us, is part of a much greater universe. I mean, it's enormous, it's huge, and we are that. Oh. Và cái gì mà chúng ta có thể nhìn thấy được á, trải nghiệm được trong cái thế giới này á, nó lại chỉ là một cái phần rất rất là nhỏ của cái trái đất, của cái vũ trụ rộng lớn này. Bởi vì mọi thứ, cái vũ trụ á, thì nó rộng lớn, nó to khủng khiếp, và chúng ta chính là cái sự rộng lớn đó. Why do we want to make ourselves so small when we are something so great? Tại sao chúng ta lại mong muốn chỉ có sống trong một cái những cái điều nhỏ bé ở trong cái đầu của mình, trong khi chúng ta có thể trở thành một cái sự to lớn và rộng lớn của vũ trụ? So we must learn to again see the flowers and the trees and the birds and the sky and the sun and the stars and all the things, all the details that are around us. Vậy thì một lần nữa chúng ta nên học cách để mình nhận ra những vẻ đẹp ở bên cạnh mình, như là hoa, là cây, là dòng sông, là vì sao, là tất cả những cái thứ đẹp đẽ đó. We need to inhabit the whole body that we are. Chúng ta cần phải sống trong toàn bộ những gì là chính mình. Then only can we become love. Thì khi mà chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở thành tình yêu được. And all of this starts with just noticing the details. Và những cái điều này bắt đầu bằng cách chúng ta tập trung vào những sự nhỏ bé, nhỏ nhặt xung quanh mình. Go outside when you have time next time. Go outside and have a look at a tree. Have a look at the bark on the tree. Have a look at the ants climbing on the tree. Have a look at its color. Have a look at its shape. Feel the texture. Lần sau khi mà chúng ta đi ra ngoài á, chúng ta hãy cho mình một cơ hội được nhìn thật kỹ những bông hoa, những cái cây, những ngọn cỏ, tất cả những cái sắc màu, những cái hình dáng của nó. Just watch it. Just look at it. Just examine it. Chỉ cần nhìn thôi. Quan sát nó, nghiên cứu nó. And know that this is also you. The part of you, the greater you. Và biết là những vật đó cũng chính là mình, là một cái phiên bản rộng lớn hơn của mình.
Trust me, this is a really powerful meditation. Hãy tin tôi đi, đây sẽ là một cái bài thiền vô vô cùng mãnh liệt với bạn. And you will feel really empowered by doing it. Và bạn sẽ cảm thấy tràn đầy sức mạnh sau cái bài thiền đó. It's very simple and it costs nothing. Nó đơn giản mà nó chẳng tốn bất kỳ đồng xu nào. So love is made up of different qualities. Vậy thì tình yêu nó được cấu thành bởi rất là nhiều những phẩm chất. Let's examine each of them one by one. Chúng ta hãy cùng ghi cứu về từng phẩm chất một. The first one we'll look at is compassion. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu đó chính là lòng trắc ẩn. We all know what is compassion. Chúng ta đều biết về lòng trắc ẩn đúng không ạ? When we extend ourselves to others and we help them. Help them whether they're having trouble or help them just because we want to talk to them. Then we are extending compassion to others. Lòng trắc ẩn đó là những khi mà chúng ta muốn mở rộng bản thân mình ra và mình kết nối với người khác. Rồi chúng ta hành động một cái điều gì đó để kết nối với họ. Đôi khi chỉ đơn giản là chúng ta trò chuyện với họ thôi. Thì đó đã là chúng ta thể hiện một cái lòng trắc ẩn của mình, một cái sự đồng cảm kết nối. Another quality of love is appreciation. Một cái phẩm chất khác của tình yêu đó là sự trân trọng. When we have gratitude for all the things around us. Giống như khi chúng ta biết ơn tất cả mọi thứ xung quanh mình. And joy is another quality. Và niềm vui cũng là một phẩm chất. We cannot live without some measure of joy. Chúng ta không thể sống nếu như chúng ta không có niềm vui đúng không ạ? And in fact, joy can be measured on a scale running from complete depression to complete joy. Thì trong cái thước đo về niềm vui, chúng ta có thể đo là một cái khía cạnh cực đoan là cái sự trầm cảm cực độ. Và khi chúng ta đi lên thì nó sẽ đến cái giai đoạn là vui, hoàn toàn là vui, vui trọn vẹn. And complete depression is in fact no different from death. Và cái sự trầm cảm tột độ nó chẳng khác gì cái chết. And complete joy is no different from bliss and enlightenment. Và cái sự vui trọn vẹn hay là vui tột độ nó không là gì, nó chẳng khác gì với cái sự là cảm giác phức lạc hoặc là cảm giác được khai sáng. And as we extend compassion towards others, we help them climb this ladder of joy. Và khi mà chúng ta lan tỏa, mở rộng cái lòng trắc ẩn của mình ra thì chúng ta đang giúp cho cái người đối diện bước thêm một bậc nữa trong cái tiến trình của niềm vui. We help them climb this ladder step by step. Và chúng ta giúp họ đi trên những cái bậc thang này từng bước một. Sometimes it can just take two or three kind words to take somebody up another step on the ladder. Đôi khi chúng ta chỉ cần hai ba từ thôi là chúng ta đã có thể giúp cho một ai đó bước thêm một cái bậc nữa trên cái bậc thang niềm vui này. And the other quality of love that I want to talk about is equanimity. Và một cái phẩm chất khác mà tôi muốn đề cập nữa trong tình yêu mà chúng ta cần có đó là cái sự cân bằng, sự ngang hàng với nhau. And equanimity is really understanding that each and everything, everyone is simply not separate from us. Và cái sự cân bằng này chỉ đơn giản là chúng ta hiểu không có ai là thực sự tách rời ra khỏi ai cả. And really
This is the main point I was expressing earlier, is that when we can see the whole world around us, even the small space just in our vision around us, as part of our greater body, as part of our own body, and that we are a part of it, then we are really starting to come into balance. Và đây cũng là một trong những cái yếu tố hồi nãy mà tôi muốn nói đến. Đó là khi mà chúng ta có thể nhìn thấy được tất cả những cái sự vật, sự việc xung quanh mình bằng cái đôi mắt vật lý này, nhìn thấy mọi thứ xung quanh là một phiên bản rộng lớn hơn của mình, hay chính xác là chính bản thân mình, thì chúng ta nhận thấy được mình là một phần trong cái toàn thể đó, thì chỉ có như vậy chúng ta mới nhận thức được cái sự cân bằng hay là cái sự hài hòa trong cuộc sống. Love is the key ingredient to healing. Tình yêu là yếu tố then chốt để chúng ta chữa lành. The truth is that we cannot heal physically, nor mentally, nor spiritually unless we have love. Sự thật là chúng ta sẽ không thể nào chữa lành được về mặt thể xác, tinh thần hay là tâm linh nếu như chúng ta thiếu tình yêu. And actually there is a scientific reason to this. Và thực chất là đã có những sự nghiên cứu về mặt khoa học chứng minh cho điều mà tôi vừa nói. When our brain waves are operating in a state of love or compassion, khi mà sóng não của chúng ta hoạt động ở tần số của tình yêu hay là của lòng trắc ẩn, it causes the heart to beat in a certain way. Thì nó khiến cho trái tim của chúng ta đập theo một kiểu khác đi. And that perfect beating of the heart causes our DNA to express itself in a certain way. Và chính bởi cái nhịp đập đặc biệt đó mà nó sẽ khiến cho các DNA trong cơ thể của chúng ta hoạt động theo một cái kiểu khác đi. And actually, in another session, I could back this up with some diagrams and some pictures, but for now, it's too complicated to go into it without all this information. Just trust me, so the brain waves will affect the heartbeat, which will affect the way that the DNA expresses itself. Thì có thể là trong một cái buổi học khác, buổi học tiếp theo, thì cô Susan sẽ chia sẻ lại với chúng ta những cái hình ảnh, những cái thống kê rõ ràng và khoa học đó để chúng ta có thể chắc chắn biết chắc được về những cái điều mà cô vừa nói. Nhưng mà cho đến thời điểm đó hiện tại thì chúng ta hãy cứ tin đi, cứ tin là khi mà chúng ta yêu, khi mà chúng ta biết ơn hay là chúng ta đồng cảm với người khác, thì trái tim của chúng ta sẽ đập một nhịp khác đi, và rồi cái DNA của chúng ta nó sẽ được thể hiện, nó hoạt động khác đi. So when the DNA is firing in this correct order, it is creating new cells that are perfectly healthy, and the new cells that are perfectly healthy are creating our coming together to create the organs that are completely healthy, and blood cells that are completely healthy, and neurons in our nervous system that are completely healthy. So everything starts with the brain waves being in a state of love. Thì khi mà cái DNA nó được hoạt động đúng theo cách của nó, thì nó sẽ tạo ra những cái tế bào mới vô cùng khỏe mạnh, và như vậy thì chúng ta sẽ có được máu huyết khỏe mạnh, hệ thống thần kinh khỏe mạnh, hệ bạch huyết, và tất cả những cái hệ thống ở trên cơ thể của chúng ta, toàn bộ con người của chúng ta đều sẽ trở nên khỏe mạnh. Và mọi thứ chỉ bắt đầu bằng việc là sóng não ở tần số của tình yêu. And our brain waves are controlled by the breath and the mind. Sóng não của chúng ta được kiểm soát
bởi tâm trí và hơi thở. So this is why we meditate, right? Đó là lý do vì sao mà chúng ta thiền, đúng không ạ? Yes. So meditating correctly will lead to us having a perfect state of health. Vậy thì khi mà chúng ta thiền đúng thì chúng ta sẽ có được một cái trạng thái tuyệt vời. Trạng thái đúng đắn. But how do we even know that we're meditating correctly? Nhưng mà làm sao chúng ta biết được là chúng ta thiền đúng mà? Because when we are meditating, so many other emotions come in our mind and disturb us and trigger us to feel some kind of anger or desire. Jealousy or any other kind of emotion. Bởi vì có phải là đôi khi chúng ta thiền chúng ta lại có nhiều cái suy nghĩ, chúng ta lại có nhiều những cái cảm xúc, nào là những cái ký ức ấy, sự giận dữ, khó chịu, những cái ghen tuông nó trỗi dậy, đúng không ạ? And in fact today I want to lead a meditation that is going to take us away from our mind and into our body. Ngày hôm nay cô Susan sẽ dẫn cho chúng ta một cái bài thiền để chúng ta thoát ra khỏi cái tâm trí của mình, để chúng ta tiến vào cơ thể. And when we are in our body and not in our mind, there will be no space for any kind of emotion. Khi mà chúng ta có thể hiện diện hoàn toàn trong cái thể xác này mà không phải chỉ bị giới hạn trong cái tâm trí, thì chúng ta sẽ cảm thấy mình không còn có những cảm xúc nữa. So maybe this is a good time for us to start our meditation and then we can continue the discussion after that. How about that? Yes. Cô nghĩ là bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng nhau thiền. Và nếu như mà sau khi thiền chúng ta còn thời gian nữa thì chúng ta sẽ lại chia sẻ sâu hơn. So if you just arrange yourself in a comfortable position. Thế thì mọi người chúng ta hãy cùng ngồi và điều chỉnh tư thế thật thoải mái. And take a sip of water or another drink that you've got next to you just to hydrate yourself. You should always maintain good hydration. Và chúng ta có thể uống một chút nước. Bất kỳ cái nước gì ở bên cạnh chúng ta lúc nào chúng ta cũng phải đảm bảo là mình đủ nước. And if you are comfortable with closing your eyes, then just to stop any distraction coming from outside, just close your eyes gently and allow yourself to relax. Và nếu như mà chúng ta có thể nhắm mắt lại, chúng ta hãy bỏ qua tất cả những cái sự quấy nhiễu ở bên ngoài. Dành một vài phút để mình nhắm mắt, mình thư giãn, tập trung vào bên trong. Now just start to breathe gently. Hãy bắt đầu hít thở một cách nhẹ nhàng. It's nice, ordinary breaths, just to relax your state of mind. Chỉ cần hít thở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và tâm trí của chúng ta sẽ từ từ thả lỏng. And as you're breathing, just notice how deep your breath is coming into your body. Where is it reaching? Và khi mà bạn hít thở, your body is reaching to. Khi mà bạn hít thở thì hãy quan sát xem là hơi thở của mình nó đang ở đâu, nó đi như thế nào, tiến vào nơi nào trong thể xác này, tiến đến đâu. Is it reaching to your chest? Is it reaching to your heart space? Is it reaching to your stomach? Or is it reaching to the lower part of your body? Just notice where is your breath reaching. Hít vào và quan sát xem là hơi thở của bạn có phải đang tiến vào phần ngực,
Hơi thở có tiến vào được đến phần bụng không? Phần bụng dưới, hay hơi thở có tiến vào được đến những phần hạ bộ bên dưới không? Hãy quan sát xem là hơi thở của bạn đi đến đâu ở trên cơ thể. And don't place any judgment on yourself. Just notice where your breath is reaching. Và bạn cũng không cần phải phân tích, phán xét gì chính mình cả. Chỉ việc quan sát, nhận biết. And continue to breathe. Tiếp tục hít thở. And continue to watch that breath. Tiếp tục quan sát hơi thở đó. Just stay with that for a few moments. Hãy dành một vài phút để làm điều này. Now take your attention to the crown of your head and just let your crown be relaxed. Just relax your crown. Feel it loosening. Và bây giờ hãy mang sự chú ý của bạn lên trên đỉnh đầu. Hãy thả lỏng đỉnh đầu của bạn. Cảm nhận rằng đỉnh đầu của mình đang nới lỏng ra từ từ. Then let your forehead also be loose. Cùng hãy để trán của bạn được thả lỏng mềm mại. And your cheek muscles, let them be loose. Hãy để các cơ ở trên gò má của bạn cũng được mềm mại. And your jaw, let your jaw be loose. Open your mouth a couple of times and let your jaw be loose. Hãy để cho quai hàm của bạn được thả lỏng. Bạn có thể mở nhẹ miệng ra vài lần để cảm nhận cơ hàm của mình hoàn toàn thả lỏng. And then let your neck muscles be loose. Hãy cảm nhận cổ, các cơ nơi cổ cũng dần dần thả lỏng, thư giãn hoàn toàn. If you need to slightly adjust how you're sitting to let these relaxations take place, then just move slightly. Let your body move in the way that it wants to be relaxed. Và nếu như cần thiết thì bạn hãy di chuyển cơ thể của mình theo một cách nào đó mà để cho nó được cảm thấy thoải mái nhất. Let your shoulders be loose. Hãy để cho vai của bạn được thả lỏng. And your chest. Let it be relaxed and loose. Phần trước ngực của bạn, bạn cũng hãy để cho nó được thả lỏng.
And your arms, the upper part, the lower part, and hand and fingers. Let them be loose. Cánh tay của bạn, phần phía trên cánh tay, phía dưới cánh tay, bàn tay và ngón tay của mình, hãy để tất cả được thả lỏng. And your stomach, place your attention on your stomach and let it be loose. Vùng bụng của bạn, hãy để vùng quanh bụng và phía trong bụng của bạn được thả lỏng. And your lower part of your body, your lower abdomen, just relax it, let it be loose. Phần bên dưới cơ thể, bụng dưới, toàn bộ khu vực này đều được thả lỏng. And your thighs, top of your legs, let them be loose. Đùi, bắp chân, bàn chân, mọi thứ đều thả lỏng. And your knees and your lower part of your legs, your ankles and your feet. Let each part of your leg be loose, relaxed. Những xương chân, cổ chân, bàn chân, gót chân, mọi thứ đều được thả lỏng. And just to check your feet and toes are loose, just wiggle your toes a little. Kiểm tra xem bàn chân, ngón chân của mình có thả lỏng chưa bằng cách hơi nhúc nhích nó một chút. And your fingers. Let your fingers also wiggle. Cũng có thể nhúc nhích những ngón tay một chút để đảm bảo là nó đang thả lỏng. How is your breath? Hơi thở của bạn như thế nào? Isn't it incredible? You're still breathing without even thinking about it. Có tuyệt vời không? Khi mỗi lần bạn kiểm tra đều thấy hơi thở đang tự diễn ra mà bạn không phải làm gì cả. How far is your breath reaching down your body? Hơi thở của bạn chạm đến đâu ở trên cơ thể? Let's create a little pathway here. Hãy tạo ra một đường hít thở. So imagining a kind of tube that's running from the crown of your head to the base of your torso. Bạn có thể hình dung là có một sự vật gì đó đang di chuyển từ đỉnh đầu đến phần dưới cơ thể mình. A nice, clear and thin tube. Giống như là một cái ống cắm thẳng từ ở trên đỉnh đầu xuống bên dưới, thật trong sạch và rõ ràng, thông suốt. This tube is running right through the center of your body, in front of your spine, and backwards from the front of your body. So right in the center of your body. Và cái ống này, nó đi dọc theo cột sống của bạn, phía trước cột sống một chút, ở ngay trung tâm toàn bộ cơ thể. And as we inhale through the nose, we're going to let the breath glide down this pathway, this tube, as far down as it can reach to the lower abdomen. Và khi mà chúng ta hít vào, thì chúng ta có thể hình dung không khí đang đi vào trong đường ống này, đi sâu xuống dưới đáy bụng của mình. This may feel like a bit of an effort to start with. Lúc bắt đầu có thể chúng ta cần phải nỗ lực. But when we feel the nourishment that it gives us, we will want more of this. Nhưng khi mà chúng ta cảm nhận được năng lượng nuôi dưỡng mà điều này mang lại,
chúng ta sẽ mong muốn có nhiều hơn. When we breathe all the way down to the lower part of our abdomen, we are giving so much vitality and life force to our essential organs. Khi mà chúng ta hít vào xuống dưới phần đáy bụng, bụng dưới, thì chúng ta đã mang lại rất là nhiều những năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể mình. They feel very happy because they realize you haven't forgotten them. Và các bộ phận trong cơ thể cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vui vẻ vì chúng nhận biết bạn không quên chúng. So let's give these organs some nice fresh breath, allowing this breath to glide down this tube as far down as possible to the lower abdomen. Vậy để chúng ta nuôi dưỡng những bộ phận nội tạng này bằng cách mỗi lần hít vào, thở ra, gửi không khí, gửi năng lượng đến chúng. And as we exhale, we let the breath come back up this nice clear tube along this pathway, back to exhale out of our nostrils. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta hãy mang những năng lượng, những khí carbon vừa mới dùng xong mang ra bên ngoài. So let's keep up with this nice deep inhalations and nice deep exhalations along the pathway of this tube. Vậy thì chúng ta hãy liên tục hít sâu, thở ra, mang những nguồn năng lượng đi vào trong đường ống này, đi ra khỏi đường ống này. And watch this breath as it glides down this pathway and comes back up again. Keep on watching. Chúng ta hãy quan sát hơi thở đi dọc xuống đường ống và sau đó đi ra khỏi đường ống, đi lên lại. The only difference between life and death is our breath. Sự khác biệt giữa sống và chết đó chính là hơi thở. We should really love our breath. Chúng ta nên yêu hơi thở này rất nhiều. We should be really grateful for our breath. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn hơi thở này rất nhiều. We should give it fresh air to breathe. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn vì chúng ta có không khí trong lành để hít thở. We should watch it so that it knows that it is loved by us. Chúng ta nên quan sát chúng đi vào trong mũi của mình giống như là tình yêu đi vào trong chính chúng ta. So in these moments, let's just love our breath. Trong khoảnh khắc này, hãy cùng yêu hơi thở của chính mình. Nice deep inhalations all the way down this pathway of the tube to the lower abdomen. And nice deep exhalations back up this pathway of the tube and out. Hãy hít vào một hơi thật sâu và thể hiện lòng biết ơn với hơi thở. Thở ra, cảm nhận hơi thở đi ra khỏi đường ống và đi ra bên ngoài, biết ơn vô cùng. Watch the pathway of the breath as it comes in and watch the pathway of the breath as it goes out. Hãy quan sát hơi thở trong khi nó đi vào đường ống và khi mà hơi thở đi ra khỏi đường ống này. Let's inhale. Hãy cùng hít vào sâu, thật sâu. And let's exhale. Và rồi cùng thở ra thật nhẹ.
And inhale. Hít vào. And exhale. Thở ra. And inhale. Hít vào. And exhale. Và thở ra. Find your own rhythm. Hãy tìm thấy nhịp thở của riêng mình. Keep up this inhalation. Và hãy liên tục hít thở như vậy. Keep your mind on the breath. Do not let your mind return to other thoughts. Hãy giữ tâm trí neo vào hơi thở. Đừng để tâm trí đi thoát khỏi hơi thở. How far is your breath reaching down your body now? Dùng tâm trí quan sát xem hơi thở của bạn đi xuống sâu đến đâu trong cơ thể này. Can you feel where it's reaching to? Cảm nhận xem hơi thở chạm đến bộ phận nào. Just watch the breath. Hãy quan sát. I would like you to scan your mind around the body and find where is your center. Where do you feel right now is the center of your body? It could be in your feet. It could be in your legs. It could be in your sacral area. It could be in the navel or the heart. Or the throat, or the head. It could be anywhere in your body. Where is your center right now? Just take a few moments and find where is the center of your own body right now in this moment. Tôi muốn bạn dùng tâm trí của mình để quét toàn bộ cơ thể, quan sát xem đâu đang là trung tâm của cơ thể. Có thể đó là ở bàn chân. Trung tâm cơ thể bạn có thể đang ở cẳng chân, ở phần xương cùng, phần bụng, tim, cổ hay phần đầu. Trung tâm cơ thể của bạn có thể ở bất kỳ nơi nào. Tôi chỉ muốn bạn quan sát và xem thử trong khoảnh khắc hiện tại, trung tâm đó đang ở đâu.
Don't try to make it somewhere. Feel where it is. Where is it around which the energy of your body is emerging right now? Tôi không muốn bạn cố gắng đặt nó vào một bộ phận nào đó, ép nó vào một vị trí nào đó. Tôi chỉ muốn bạn quan sát xem đâu đang là trung tâm cơ thể bạn ngay lúc này. Once you found where that center of energy is, where you feel the most sensation in your body right now, then place your attention right there. Khi bạn đã xác định được trung tâm năng lượng trên cơ thể bạn, trung tâm của toàn bộ năng lượng, thì bạn hãy tập trung vào điểm đó, vùng đó, nơi bạn cảm thấy có nhiều cảm giác nhất. As you place your mind in this area of your body that you've identified as your center, feel the sensations going on there. Is there a movement? Is there a presence? Is there a fluctuation? What is the sensation, the felt sensation? How do you feel in that place? Và khi bạn xác định được trung tâm của năng lượng, bạn hãy thực sự quan sát vùng đó. Có thể ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, mỗi người khác nhau, xin hãy quan sát nó. Và hãy xem thử bạn đang cảm thấy gì trong vùng này, trong bộ phận này. Có thể là hơi ấm nóng, có thể là những cảm giác gì đó, hoặc là những năng lượng bắt đầu di chuyển, xôn xao. Bạn cảm thấy điều gì? Place your mind on that sensation at your center. Hãy đặt tâm trí của bạn lên trên vùng đó, bộ phận đó, nơi đang là really, trung tâm cơ thể bạn. And really try and feel that sensation. What does it feel like? Thật sự cố gắng và cảm nhận xem bạn đang cảm thấy gì. Try and find a word for it. Bạn đang cảm thấy như thế nào ở khu vực này? Right now, I can feel the center of my body. It's in my chest area. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận thấy trung tâm trên cơ thể tôi đang ở vùng ngực. And it feels like there's an energy present there that is not too active, but not too weak. Tôi cảm thấy
năng lượng ở đây không quá tĩnh lặng, cũng không quá nháo động. Just a type of presence. Chỉ là một sự hiện diện. It feels alive. Và cảm thấy nó có sự sống. And I'm just placing my mind together with that energy right now. Và tôi hãy dùng tâm trí của mình để cảm nhận. At the place that I feel in this moment is my set. Cảm nhận không gian nơi mà tôi đang cảm thấy đó là trung tâm. It's neither right nor wrong. It just is as it is, a presence, alive, and energetic. Chẳng có gì là đúng, chẳng có gì là sai. Chỉ có năng lượng, sự hiện diện, hiện hữu ở đó. Sự cân bằng. And I invite each one of us just to stay in the place that we identified as our center and feel that energy. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau nhận biết, cảm nhận, cảm giác xem khu vực trung tâm này như thế nào. We are all alive. We must be feeling some energy. Tất cả chúng ta đều đang sống. Chúng ta đều cần có những cảm nhận, đúng không ạ? Chúng ta đều có những cảm nhận. I'd like you to feel how your buttocks are touching the chair, the seat, the sofa, the cushion, whatever you're sitting on, and how you are being held by the gravity of the earth. Tôi muốn bạn cảm nhận được phần mông của mình đang ngồi lên trên ghế, lên trên tấm đệm, lên trên gối, lên trên nệm thiền, lên trên bất kỳ khu vực nào, kể cả sàn nhà, bất kỳ vật gì bạn đang tiếp xúc. Cảm nhận xem cơ thể của bạn đang được trọng lực của trái đất hút vào và neo vào như thế nào. Just feel how the earth is giving you support. Is giving you a place, is holding you. Hãy cảm nhận xem trái đất này, nơi bạn đang ở, nó đang ôm lấy bạn, đang nâng đỡ bạn như thế nào. The earth is never letting you go. She is always supporting your presence. Holding you, giving you space. Trái đất đã luôn luôn ở đó,
hỗ trợ bạn, nâng đỡ bạn, cho bạn không gian để bạn có thể tận hưởng. Just feel your connection to the earth in this moment. Hãy cảm nhận sự kết nối giữa bạn và trái đất ngay trong khoảnh khắc này. Now feel your spine. Your spine that is holding you upright is giving your body support to stay upright. Hãy cảm nhận cột sống. Cột sống đang giúp cho bạn ngồi thẳng lên, giữ cho bạn có thể ngồi được, đi được. Your spine that is holding and giving you direction front to back, up to down, and side to side. Cuộc sống đã cho bạn có được cảm nhận trước, sau, trên, dưới, trái, phải. Without your spine, you would fall forward like a chicken. Nếu như không có cột sống, bạn sẽ té ngã ra. Now, how is your breath? Bây giờ hãy quan sát xem hơi thở của bạn như thế nào. How far is your breath reaching down the pathway the tube along the central part of your body? Hơi thở của bạn chạm đến đâu ở trong đường ống thở, khí quản? How far is your inhalation reaching? Mỗi lần hít vào, hơi thở chạm sâu đến đâu? Is it deeper than before, or is it the same? Lần sau thì sâu hơn lần đầu, hay như thế nào? How much compassion are you giving to your own organs? Lòng trắc ẩn của bạn nhiều như thế nào với từng bộ phận nội tạng trong cơ thể này? How much are you feeding them with the nourishment of your breath? Và bạn đã nuôi dưỡng cơ thể mình nhiều như thế nào với hơi thở? Let's take some nice deep inhalations and let the breath pass down this pathway in the central part of the body, as deep down to the lower abdomen. Hãy cùng nhau hít thở vài hơi, dẫn khí đi sâu xuống đường ống này, xuống sâu trong cơ thể của bạn, để nó chạm đến những cơ quan nội tạng ở bên trong. Let's watch the pathway of the breath as it moves down and moves back up again. Hãy quan sát đường ống thở đi xuống, đi xuống. And as we do this, are we creating any tension in another part of our body?
Chúng ta làm như thế này mà không tạo ra bất kỳ những căng thẳng nào nơi những bộ phận khác ở trên cơ thể. Maybe we're squeezing a muscle in the arm, or holding the knee in a certain way, or the foot, or the fingers, or the jaw. Just check in your body if there's any tension, and just let it loose. Có thể bạn đang giữ cơ tay, giữ cơ đùi, cơ đầu gối hoặc cơ chân của mình theo một cách nào đó, siết nó lại. Hay là cơ hàm đang bị căng cứng, bạn hãy quan sát toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân. Nếu như có bất kỳ sự căng cứng siết cơ nào, xin hãy thả lỏng nó. And come back to watch the breath. Phải quay lại quan sát hơi thở. Let's expand this energy that's coming through this pathway of the tube from the top to the bottom of the body. Hãy quan sát và mở rộng đường khí đi từ trên xuống dưới, đi qua cơ thể bạn. Let it seep out from this tube. And expand itself slowly through the body, to the sides, to the front, to the top and to the bottom. Just slowly feel this energy filling the whole of your torso. Slowly, slowly. Hãy để đường khí này lan tỏa từ trên xuống dưới. Bên trái, phải, trước sau, đến toàn bộ cơ thể bạn, lan tỏa ra, lan tỏa ra. Let this energy expand, expand, expand. Hãy để năng lượng này được lan tỏa, lan tỏa, lan tỏa. Until it reaches the boundaries, your skin, the edge of your body. Cho đến khi dòng năng lượng này chạm đến giới hạn của cơ thể bạn, đó là lớp da. How does your body feel right now? Cơ thể của bạn cảm thấy như thế nào? Does it feel empty? Does it feel full? Cơ thể của bạn có cảm thấy tràn đầy hay trống rỗng? Does it feel still or does it feel energized? Cơ thể của bạn cảm thấy tĩnh lặng hay cảm thấy tràn ngập năng lượng? Does it feel ready to dance or does it feel ready to sit? Cơ thể của bạn cảm thấy sẵn sàng nhảy múa hay là sẵn sàng ngồi thêm tĩnh lặng? Just notice how it feels. Hãy quan sát xem.
Now you fill yourself with the energy from your center, from the midline, central part of your body. It's been nourished by your breath. Bây giờ bạn đã cảm nhận được ống năng lượng ở chính giữa cơ thể bạn tràn ngập năng lượng dinh dưỡng, dưỡng nuôi. Đi theo hơi thở. Now let's feed this energy into your greater body, into the environment which is around you. You are not separate from. Và bây giờ hãy để năng lượng này lan tỏa ra không gian rộng lớn hơn, là bản thể rộng lớn hơn của bạn, môi trường bên ngoài. Bạn không hề tách biệt khỏi môi trường bên ngoài. Let this energy move outwards, further and further and further and further, until you fill the room that you are in with your presence. Hãy để năng lượng này lan tỏa, cho đến khi bạn cảm thấy mình đang lan tỏa ra khắp toàn bộ căn phòng nơi mình đang ở. Are you present in the table and the light bulb, and the picture and the plant, and your cat or your dog? Sự hiện diện của bạn, sự hiện diện hoàn toàn bao phủ khắp bàn, ghế, đồ vật, các động vật, thú nuôi, mọi thứ xung quanh bạn. There was never any separation between you and those other items, people or animals. Từ trước đến giờ và mãi mãi về sau, không bao giờ có sự ngăn cách bạn giữa mọi vật xung quanh mình. Just now you are noticing it, that's the difference. Chỉ có là bây giờ bạn mới để ý đến điều này. Just as you want to nourish your own organs with your breath and your mind and your heart, so you also will want to nourish everything in your vision with your breath and your mind and your heart. Cũng giống như khi bạn muốn nuôi dưỡng cơ quan nội tạng, những phần trong cơ thể mình, tâm trí, cảm xúc này, thể xác này, bạn cũng muốn nuôi dưỡng tất cả mọi thứ trong môi trường xung quanh mình. Bất kỳ vật nào bạn nhìn thấy, bạn đều mong muốn nuôi dưỡng vật đó. This is love. Đây chính là tình yêu. So whenever you're ready, just take your time,
rub your hands together, get some heat into your hands, and place them onto your eyes, palms of your hands onto your eyes. Bất kỳ khi nào bạn sẵn sàng, thì bạn có thể chà sát hai tay vào với nhau, tạo hơi ấm nơi lòng bàn tay của bạn. Sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên trên mắt. And then take your hands off your eyes and open them and see everything around you. Khi bạn đặt tay lên trên mắt, cảm nhận hơi ấm đôi mắt của mình, từ từ bạn có thể mở mắt ra và nhìn mọi vật xung quanh. Just take a few moments to notice everything around you is now filled with your presence. Hãy dành một vài phút để quan sát những vật xung quanh mình. It's really as simple as that. Và mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thôi. So I think it's now maybe time to open the floor to some questions. And I know that you wanted to hear the story of me and my husband. But in the next session, next month, we're going to be talking about love with regards to relationships and how to maintain a relationship and how to attract love in your life. And I think this story is more appropriate for that conversation. But today we have just set the scene and we have experienced how our presence can fill us with love. Thì bây giờ chúng ta đã có thể sẵn sàng bước vào phần hỏi đáp, dù là có một vài đề xuất đó là cô Susan trong buổi học này nói về tình yêu trong mối quan hệ giữa cô và chồng. Nhưng mà trong tháng sau thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan đến tình yêu đôi lứa nhiều hơn. Thì cô Susan nghĩ là sẽ hợp hơn là cô sẽ chia sẻ câu chuyện tình yêu đó vào tháng sau, để chúng ta cùng bàn về những câu hỏi làm thế nào để chúng ta thu hút tình yêu vào trong cuộc sống, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng và giữ được cái tình yêu đó trong cuộc đời mình. So if anybody has any questions, please go ahead. Nếu như mà anh chị nào chúng ta có bất kỳ câu hỏi gì, chúng ta hãy có thể đặt câu hỏi ngay lúc này, nhắn vào phần tin nhắn, hoặc là ban tổ chức có thể mở micro lên cho mình đặt câu hỏi trực tiếp. Anh chị ạ, ai muốn trao đổi trực tiếp xin giơ tay ạ, và sẽ bật micro cho các bạn. Hôm nay mọi người thiền như thế nào ạ? Dạ. Đối với người nước ngoài thì cái việc mình mở lòng mình giao tiếp sẽ là một cái động lực, và đó là một cái phép xã giao, một cái sự hân hoan chào đón. Thành ra là các bạn đừng im lặng nhé. Nếu các bạn còn muốn gặp cô thì chắc chắn là những cái trải lòng ra rất là chân thành, đó là cái cách để mà mình kết nối. Vâng, và bây giờ mời bạn Châu Liêu Ngọc ạ, và bạn Ngọc Thơ chuẩn bị, và chúng ta đưa ra câu hỏi, từng câu hỏi một và chọn lọc ha, ngắn gọn thôi ạ. Dạ, xin mời bạn ạ. Em bật mic lên ạ. Dạ, em xin chào cô và chào các bạn. Em có một câu hỏi, nhờ cô cho em một cái lời khuyên. Là một thời gian đầu em thiền rất là tốt, cái đầu em nó trống rỗng và rất là sâu. Nhưng mà sau khoảng một tháng trở lại đây
là em thiền thì trong đầu em nó rất là lung tung, mặc dù là em cố là em không 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 suy nghĩ gì hết, nhưng mà nó cứ ở đâu nó cứ lùa về thì sao để cho nó trở lại trạng thái ban đầu như lúc mà em đã được như vậy em sẽ... Chào chị Châu. So her question is, at the beginning she's meditated very well, but suddenly within from last month, even though she tried really hard to meditate, but it's so hard to get into the silent mode. So how can she get back into that deep state of meditation? Well, firstly, don't stress about it. Điều đầu tiên là chị Châu không cần phải cảm thấy căng thẳng, bị stress vì cái việc là mình không thiền được. There are so many different ways to meditate, and not all meditations are silent meditations. Chúng ta có rất là nhiều cách để thiền và không phải là cứ vào cái trạng thái tĩnh lặng là thiền. I would advise you, instead of trying too hard to sit in silence, instead go and take a walk. Cô gợi ý là thay vì chị ngồi xuống tĩnh lặng để thiền thì chị có thể đi ra ngoài đi bộ. And preferably take a walk in some natural place like a park or a forest or a place by water. Và sẽ tốt hơn nếu như mà chúng ta đi bộ ở một cái nơi nào đó ngoài thiên nhiên, ví dụ như có sông, có nước, có cỏ. And leave your smartphone at home. Và đảm bảo là chị bỏ điện thoại ở nhà. And as you're walking, just notice your feet touching the ground. Và khi mà chị bước đi thì chị để ý xem là cái bàn chân của mình, nếu như mình đi bộ trần được á, mình chạm lên trên cỏ, mình cảm thấy như thế nào. And look around you and see the grass, and the trees, and the birds, and the insects, animals. Nhìn xung quanh của mình, quan sát cỏ, cây, động vật, các loài chim chóc, các loài bọ, những cái sinh vật nhỏ. And surely what will happen is that one thing will become more interesting than another thing. And go to that thing. Let's say it's a bunch of flowers, just growing, wild flowers growing on the side of the pond. Thì chắc chắn trong những gì mà chị nhìn thấy được trong cái chuyến đi bộ đó thì sẽ có một cái thứ mà thu hút sự chú ý của chị nhiều hơn, đúng không ạ? Có thể là một đám cỏ dại chẳng hạn, thì chị có thể đến quan sát kỹ hơn đám cỏ dại đó. Now, just bend down and really look at these flowers. Look at their color, look at their shape, and see how they are interacting with the earth and the grass around them, the insects that are crawling on them. What are they doing there, these flowers, all day long, 24/7, these flowers are sitting there. What are they doing there? Chị có thể đến ở bên cạnh cái khóm hoa đó, mình quan sát tỉ mỉ coi là màu sắc nó như thế nào, nó ra làm sao, 24 tiếng đồng hồ ngày nó ở đó để nó làm cái gì vậy? These flowers will become so interesting, you will never be bored by them. Và khi mà chị quan sát nhìn tỉ mỉ như vậy thì chị sẽ nhận ra rất là nhiều thứ thú vị mà chị sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán chỉ vì một khóm hoa. And they will teach you all the lessons you need to know about meditation. Và những đóa hoa này sẽ dạy cho chị tất cả những bài học mà chị cần biết về cuộc đời. So start with that. Vậy thì hãy bắt đầu bởi điều đó. Namaste. Thank you. Namaste. Yeah. Cảm ơn, câu hỏi rất là tuyệt vời và cái câu trả lời cũng rất là tuyệt vời để cho chúng ta học hỏi và thực hành ha. Vâng, và xin mời Ngọc Thơ ạ, hãy đặt câu hỏi ạ. Bạn bật mic lên ạ, rồi xin mời bạn. Dạ,
Em chào cô. Cái này là đây ngày thanh lọc thứ ba của em. Em đã thấy rất là ổn, tỉnh táo, người vẫn khỏe. Nhưng mà có một cái hiện tượng là cái mô phía trong của em nó bị lở, nó cảm thấy hơi rát. Em ấy không biết là cái mình khắc phục như thế nào á cô. Cái câu này thì xin để ngày mình nội bộ mình trả lời, tại cô không biết mình thanh lọc cái gì đâu. Em cứ tưởng là cái này là chung để chia sẻ. Không em, cô sẽ đăng chương trình public của cộng đồng, thành ra là cái câu này sẽ trả lời là em đang thanh lọc thải độc thôi. Đó điều rất tốt, cơ thể em đang thải độc ra. Vì giải thích như thế nào cho cô? Okay. So she's just asking that because she's actually on a detox program of BSSM, so she has a little bit of blister inside, you know, the ulcer and in the mouth. So she's just asking, what's your advice? But Miss Hoon said that it's actually the circle in the group, you know, the head of the group of the detox program would answer her that question later. Well, actually, the body is so intelligent. It knows exactly how to deal with itself and how to heal itself. So if the body is creating these blisters as a result of the detox, then I would say just trust in the process. It's part of the process that the body is putting her through in order to thì chị khi mà chị thanh lọc như vậy á, thì cơ thể mình thực ra nó có một cái trí tuệ, cái trí thông minh tuyệt vời của nó, và nó tự biết cách chữa lành cho nó. Nếu như mà trong quá trình mà mình thanh lọc mà nó xảy ra cái nhiệt miệng bị lỡ miệng á, thì thể tin tưởng cơ thể mình và tin là đó là một cách để cơ thể mình nó đang chữa lành cho chính nó. You see, we are not just three-dimensional creatures. We exist on all energy bodies, including on the body of universal consciousness, whether you want to call it God or Brahman or Buddha or whatever. It doesn't really matter. Yeah? We exist on all these different levels. And when we allow and when we open ourselves for the universal consciousness to come into us, then we should be asking no questions. This is supreme intelligence. This is, you know, they talk today about artificial intelligence, but what is that against supreme consciousness? You know? Sure, right? Allow, let it happen. I mean, of course, if they are sore, then maybe she wants to put some blister cream on it, but allow the process and love the process. It's beautiful that she's having this chance to release anything that she doesn't need to hold on to anymore. Okay. Chúng ta hãy nhớ một điều là chúng ta không phải chỉ là một con người mang thể xác, mà chúng ta là những thực thể, chúng ta tồn tại ở rất là nhiều những cái cấp độ, kể cả về mặt năng lượng, kể cả về những cái mặt cao hơn, và thậm chí là chúng ta tồn tại ở cấp độ chúng ta có thể gọi là năng lượng của vũ trụ, hay có người sẽ gọi bằng nhiều cái tên khác như là tồn tại dưới dạng năng lượng của Thượng Đế, của Chúa Trời hay là của Đức Phật. Dù chúng ta gọi đó là gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn tồn tại, chúng ta là như thế. Và dù chúng ta nói rất là nhiều về cái trí tuệ của máy tính nó thông minh như thế nào, nhưng mà nó đâu thể sánh bằng với cái trí tuệ cao siêu của vũ trụ, đúng không ạ? Thì cái trí tuệ tuyệt đỉnh đó, chỉ cần chúng ta kết nối với nó thì chúng ta sẽ không bao giờ còn phải đặt những câu hỏi cho những cái thứ nhỏ bé như là một cái tình trạng nào đó trên cơ thể của mình nữa. Bởi vì khi mà chúng ta hiểu, chúng ta kết nối, thì chúng ta sẽ nhận biết được, tôi sẽ yêu cái quá trình này, tôi biết được tại sao nó ở đó, và tôi sẽ cho phép nó diễn ra, tôi yêu những gì đang diễn ra. Vâng, cảm ơn cái câu trả lời của cô. Vâng, và bây giờ xin mời Lê Trinh ạ. Dạ, em tên là Lê Thùy Trinh, thì em cảm ơn cô Susan và cảm ơn
chị Vi đã translate cái nội dung mà cô đã trao đổi cho tụi em. Thì nay thì em có một cái câu hỏi phản biện về cái năm yếu tố chính làm chúng ta không trải nghiệm tình yêu trong cuộc sống. Thì cái ý đầu tiên cô Susan có đề nghị, có nói về cái đam mê á, cái việc mà chúng ta tập trung vào đam mê, cái khao khát quá làm cho chúng ta bỏ mất cái cơ hội để mà ngắm nghía những cái sự vật xung quanh như là ngôi sao hay bầu trời các kiểu, thì em cũng đồng ý cái quan điểm đó. Nhưng mà về cái mặt khác á, thì em thấy cái điểm đam mê nó cũng là một điểm tích cực. Ví dụ như là đam mê làm một cái điều gì đó giúp cho chúng ta sẽ more focus, tức là tập trung hơn. Từ đó chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề mà cần phải tập trung, cái vấn đề cần mình có cái đam mê đó, đó thì mình sẽ giải quyết cái sự việc nó sẽ nhanh chóng và gọn gàng. Thì từ đó chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được thời gian hơn, và chúng ta sẽ dành những cái khoảng thời gian trống còn lại để chúng ta tận hưởng cái mọi thứ xung quanh. Thì cái đó là cái quan điểm cá nhân riêng của em, thì không biết là cô Susan có cái ý kiến như thế nào về cái quan điểm như thế này. Em cảm ơn chị Vi. Cảm ơn chị Trinh. So a question is, you actually shared about the first emotions that prevent us to feel love, which is desire. In some certain words, it might mean passion. So of course that if we, focus on one thing, we might forget about everything else in the world. But if we focus on one thing, like we desire it, we have passion about it, it actually is a good feelings that help us to solve a problem or to, cultivate and have the faster result out of it. Mm-hmm. So it's actually good emotions to have. What do you think about it? So, for example, when we hold a yoga posture, and it might be a really complicated posture, like we're standing on one leg, and we've got our other leg is like crossed like this over the other leg, and our arm is up here, and the other arm is here, and we are wobbling like this. The only way that we can hold the posture straight is by creating a focus. Mm. When we put our focus on one point on the floor, then the body will become still and the yoga posture will become still and balanced. Mm-hmm. So when we are trying to achieve something in our life, when we are trying to, I don't know, find a job, or we're trying to create some situation, then of course we need to put focus on that and then fuel it with the passion. Because passion is like the fire coming from within us that will cause a situation to have more energy in it. So we are now using the energy of the inherent energy of our body to create a situation in the outer environment. So this, of course, is very necessary for our survival, because we need to eat, we need to drink, we need to create a secure and safe environment around us. And so these are tools, So passion is a tool that we need to use in order to survive. But when I'm talking about desire as something which is standing in the way of love, I'm talking about something which is more grasping, Something which is whole, something which we take hold of and we claim it as our own, and then we forget that it belongs to everything belongs to everything. We say, it's mine, I want it. And it's mine and I want it is not giving it the fuel to increase and to become and to contain its natural energy. Okay. Thì cô Susan vừa mới giải thích là dĩ nhiên cái sự tập trung nó là một cái điều rất là cần thiết. Giống như khi mà chúng ta tập yoga mà tập cái tư thế cái cây chẳng hạn, chúng ta đứng bằng một chân đúng không ạ? Sau một chân còn lại chúng ta đặt lên trên như là bắt
chéo lên trên người hoặc là hai cái tay chúng ta ở phía trên cao, thì lúc đó mình sẽ rất là dễ bị rung lắc. Vậy thì cái sự tập trung toàn bộ vào một cái điểm ở trước mặt hoặc là dưới sàn nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta cân bằng lại. Thì tập trung nó là một cái điều rất là quan trọng cho cuộc sống. Cũng tương tự như vậy, nếu như mà chúng ta muốn đạt được một cái điều gì đó trong cuộc sống, thì chúng ta muốn tìm một công việc hay là chúng ta muốn hoàn tất một cái dự án, thì cái sự tập trung hay là cái sự đam mê nó là một cái yếu tố rất là cần thiết. Thậm chí là trong cuộc sống của chúng ta, để mà chúng ta có thể tồn tại, sinh tồn được, thì đam mê nó là một điều, một cái yếu tố vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải có. Nhưng khi mà cô Susan nói về cái sự đam mê hay là cái khao khát mà chúng ta có mà nó ngăn cản cái tình yêu đến với mình đó, thì ở đây cô muốn nói đến cái sự khao khát, cái đam mê gọi là cái mê đắm. Dùng tiếng Việt mình hãy dùng cái từ là mê đắm đi. Mình mê nó, mình đắm chìm vào trong nó và mình muốn ôm trọn lên nó, mình muốn nắm nó, mình muốn sở hữu nó là của tôi. Và khi mà mình quá bị dính chấp vào trong cái điều đó, em dùng từ là mê đắm đi, thì tiếng Việt mình sẽ không còn bàn cãi nữa. Thì khi mình đắm chìm vào trong nó thì có phải là mình chìm nhiễm luôn và mình sẽ không còn nhìn thấy cái gì xung quanh đâu ạ? Thì đó là cái điều cô Susan muốn nói. So there's a little bit of difference between desire in the sense of attachment and passion in the sense of fueling our energy into a direction. Thì có hai cái sự khác biệt. Có một cái là chúng ta kiểu như mê đắm và chúng ta bám chấp vào trong một cái vật gì đó, và một cái năng lượng đó là chúng ta dùng từ là mình đam mê ha. Và cái đam mê này nó lan tỏa ra bên ngoài để chúng ta kiểu như hướng về một cái sự vật và chúng ta mang cái tính là chia sẻ. Rồi. Does that answer your question? Như vậy thì chị Trinh có cảm thấy thỏa mãn hơn với cái sự chia sẻ của cô chưa? Dạ, em cảm ơn cô. Em đồng ý với cái chia sẻ của cô. Dạ, đắm đuối, đắm chìm. Dạ rồi. Vâng, vì thời gian cũng có hạn chế nên Hương xin đọc một cái chia sẻ trong tin nhắn từ chị Trinh, một người cũng đã có cái trải nghiệm buổi thiền hôm nay rất là sâu sắc ạ. Xin chọn để đọc với cô ạ. Lời dẫn đến đâu là mình tan biến hết đến đó luôn, hơi thở đi sâu xuống tận cùng và đi theo dọc sống lưng lên đến đỉnh đầu và lại tiếp tục đi đến tất cả toàn cơ thể. Khi cô nói đến quan sát cuộc sống thì mình thấy cả một dòng sông năng lượng theo dọc cuộc sống lên tận đỉnh đầu. Thật là tuyệt vời. Đến phần lực hút trái đất thì đầu tiên mình thấy phần mông dính chắc vào với trái đất, sau đó thì được nâng đỡ vô cùng êm ái và được ôm ấp vỗ về đầy yêu thương. Tuyệt vời không ạ? Vâng, và xin Hình Vi sẽ dịch với cô ạ. Okay, so there's actually a few sharing in a chat box. I would read it for you so that you know how everybody experienced the meditation. From Miss Jin. So whenever I listened to the guidance, then I felt like I melt, you know, each part of my body. You know, when I follow the guidance touch certain parts, so that part just melts away. And my breath went really deep into, you know, the root. And, you know, follow the spine from the top of the head, you know, go down to my entire body. And when you say that I should observe my spine, then I would see a stream of energy running down the spine from the top of my head. It's amazing. And when you talk about the earth gravity, then for the first time, I felt like my buttock just stuck into the surface of the earth. After that, I felt supported and I feel so soft, so, you know, loved, so pampered, you know, full of love by the earth. That's beautiful. Lovely, yes. Sherry. Cảm ơn nha, lời chia sẻ của chị Trinh. Chia sẻ vô cùng tuyệt vời. Vâng, và xin cảm ơn
Buổi chia sẻ cũng rất là thú vị và tràn ngập tình yêu thương cũng như sự kết nối của cô với cộng đồng thiền BSSM Việt Nam và BSSM Anapanasati. Xin gửi đến cô những trái tim tràn ngập tình yêu thương và biết ơn, và hẹn gặp lại cô trong những chương trình sau của tháng 5. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. We want to say thank you, send our biggest gratitude to you for your presence today with us, and we hope to see you again next month in our full moon day meditation. Hiện tại mic đã được mở, chúng ta có thể cùng mở mic và nói lời cảm ơn với lại cô ạ. Xin mời cả nhà cùng mở camera và mic ạ. Thank you very much. Thank you very much.